cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn phần bài bản về một đánh hay của danh thủ Nguyễn Thanh Bảo đánh trong khuôn khổ vòng thiếu thứ 9 của giải cờ nhanh A2 năm 2021. Một trận cờ mà người cầm bên đỏ đi tiên là kỳ thủ Phan Trọng Tín và người cầm bên đen là danh thủ Nguyễn Thanh Bảo. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chi吃 将军 将军 吃 吃 吃 将军 将军 吃 将军 将军 将军
Tướng quân. Chứ. Và tiếp theo sau phần cờ phá bốn bình hai đến từ bên đen của danh thủ Nguyễn Thanh Bảo, thì trong thực chiến của trần cờ bên đỏ đã buông cờ xin thua khi cảm thấy đường tấn công đến từ bên đen là quá mạnh. Với phần cờ tiếp theo có thể đi là phần cờ phó hai thứ một về để bắt mã. Và sau chiến thắng này trước Phan Trọng Tín ở vòng thi đấu thứ 9, thì danh thủ Nguyễn Thanh Bảo đã xuất sắc có được 7,5 điểm, thông qua đó xếp hạng thứ nhất của giải cờ nhanh A2 năm 2021. Như vậy kênh cờ tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn phần biên bản về ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.